các đội thợ của chú Toán với lại anh Phòng thì rất chi là cẩn thận của bác ạ. Sợ rằng là khi mà mình trong quá trình làm ấy, cái vứa nó bị rơi ra phần ngoài ấy, cho nên là các anh cũng cắt cái bạt này để mà giải hết là một mạch từ kia. Con chào các ông các bà. Hôm nay Mạnh ở nhà làm gì? Hả? Chơi à? Hay là xách vứa này? Tôi thấy là cầm một cái xô xi này các bác này. Mạnh thì là cũng chỉ là ở sân này chơi loanh quanh đây thôi các bác. Đây, nào không? Được. Đây ăn các chỉ nhá. Hôm nay thì ông ở nhà làm gì không? Đi quần xem cái thử làm. À, thế là ở nhà là cùng mấy anh em đội thợ là làm à? Ông có phụ giúp cái gì không ông? Thì phụ nó phụ À? Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ở video trước thì các bác cũng theo dõi được rằng là mấy anh em đội thợ đã tiến hành là đi vào là đặt thêm là những cái viên gạch lên rồi. Và ở thước phim này thì cháu được thấy là mấy anh em thợ lại tiếp tục là hoàn thiện cái phần đằng sau nhà nữa các bác. Vậy gạch thì là mấy anh em thợ cũng chuyển hết là dần là vào cái phần nền nhà trước rồi các bác. Gạch thì là hiện tại là đang tập kết ở là đằng sau của búi tre trên kia. Hôm nọ thì tời xuống thì trong quá trình là tời đó các bác thì gạch thì nó đã ngấm nước được khá lâu rồi, cho nên là phải vận chuyển là rất là cẩn thận. Ở đây thì là các chị là dùng sọt để mà đi hứng về từng những cái viên một, nhặt từng cái viên một lên. Đây là anh không dùng cái xoa xoa bàn xoa hả anh? Chắc mới dùng. Lúc chắc thì là mình mới dùng đến à anh? Thế cột đấy là cột hôm nọ là cột gì đấy anh, cột này ấy? Cột hướng cửa ấy. Đây cột hướng cửa là đi xuống dưới kia đúng không? Ôi anh Phòng thì có cái quả mú chất phết anh nhở? Mú này thì được mấy năm rồi anh? Mú này á? Vâng. Cái mú này anh chả biết được mấy năm rồi, chắc cũng thọ nó đi theo thời gian này. Thế là cứ thế mà dùng rồi anh. Phải anh gửi một lời chào tới các bác này. Cháu chào các ông bà, cô chú anh chị ạ. Công việc của mấy anh em đội thợ là hôm nay là vẫn tiến hành là vào xay rồi hả anh? Vâng. Vậy chú Toán thì cũng đang là bận rộn ở phía bên này của bác ạ. Cháu chào chú Toán nha. Chú Toán gửi lời chào tới các bác khán giả trên kênh nha. Chào cô chú và anh chị ạ. Các đội thợ của chú Toán với lại anh Phòng thì rất chi là cẩn thận của bác ạ. Sợ rằng là khi mà mình trong quá trình làm ấy, cái vứa nó bị rơi ra phần ngoài ấy, cho nên là các anh cũng cắt cái bạt này để mà giải hết là một mạch từ kia ra đến đây. Ra phía bên này thì không biết là ông thì đang chuẩn bị là làm cái gì đây các bác, hai ông cháu này. Đây hai ông cháu đang chuẩn bị đi đâu đấy ông? Chập đi làm ống à? Đi làm ống à? Ống, mama có ống à? Đây là làm ống để làm gì đâu? Chấm nhằng chơi mà. Để cho mày chơi thôi à? Đừng có mang đi để gỗ, để gõ gạch cho mày nhá. Được chưa? Đấy, có nước rồi.
và những cái món đồ chơi một cậu bé năm nay lên 6 tuổi, rất là đơn giản đúng không ạ? Ây à. Con nhỏ vui à, ốc kẹo. Ý là vào tay mày nhá. Đây đây thì là chị cũng là sau khi mà hoàn thiện là xong cái phần là bức tường như này thì là hót lại những cái phần như rất là ký của bác. Cái này thì hót để mang đi trộn lại à chị? Hai bức tường hai bên thì cũng đâu đó là lên độ tầm là được gần 1 mét rồi bác. Đến buổi chiều hôm nay thì mấy em thợ sẽ tiếp tục là hoàn thiện thêm là cái phần tường đằng sau nhà nữa. Cái bóng đèn bên này thì còn sáng không? Vẫn sáng. Vẫn sáng à? Có điều khiển nó không tắt được rồi. Điều khiển chắc hết pin rồi mà. Chắc thế rồi. Hôm đó có hai cái điều khiển đấy không? Vâng. Hai cái, một cái riêng, một cái chết được, một cái không được. Cầm cái này, cầm cái gì đâu, chuẩn bị đi đâu này? Đi xem cái sổ được cái ổng, uống nhiều chiên xem. Đi xem nước đấy không? Ừ. Uống nước này thì còn về đều đều uống đấy không? Uống về đều. Vẫn đều à? Chuyện bằng con nước không về. Viên gạch thì là có những cái viên những cái viên này là có bác này thì là nó đã bị vỡ từ là lúc trong quá trình mà vận chuyển là vật liệu đổ vật liệu từ trên kia xuống rồi các bác ạ. Còn ra bên này là những cái viên mà nhìn gạch là bây giờ nó bị ngấm nước khá là nhiều một cái thời gian mà mưa khá là lâu. Thì là đi xem nước thì có được xe cụ ông là đi xem nước mà hôm trước là mua các bác ạ. Nước không về không? Nước về ít quá. Cháu của ông thì là phải nói là rất là to của bác ạ. Cháu có đi đâu nhé, không cháu cầm nhé. Cái đến buổi chiều thì là thời tiết nắng rất là đẹp của bác ạ. Và thậm chí là không phải nắng đẹp nữa đâu mà là cực kỳ nắng nữa. Vậy nhìn từ xa thì là thấy là gạch thì lên khá là cao rồi các bác ạ. Nước suối kia là mùa này chảy to lắm mấy ông nhỉ, nước suối kia. Ừ, chảy to đấy. Ở trên này thì là cũng có một nguồn nước là của hai ông cháu của bác ạ. Nguồn nước này của hai ông cháu thì cũng đã được mua rồi và được là hai chị là Nguyệt Thúy là gửi tiền để mà trả tiền. Nguồn nước này mùa này có về nhiều không? Mùa này chỉ nhiều. Tháng 10 đi cạn nước hết thì ít thôi. Ôi, cũng chảy nhiều đấy. Ôi, nhưng mà nó bị giò lên không? Giò có nơi không đi hết được mà. Cái kia là chắc bị tắc rồi phải không? Tắc rồi. Trong nguồn nước này là cũng được là mua là cái giá là 500 ngàn các bác ạ. Là cùng là gia đình của Quyết là mua. Nước này tha hồ mà dùng không nhờ? Rồi, mùa này tha hồ dùng. Chưa ở đâu, không đi đi. Bị tắc ở đâu ấy không? Đâu. Ông ấy thổi chỗ nào? Cái này không sửa được. Cái nguồn nước này là nguồn nước mà chảy quanh năm các bác ạ. Đây ở dưới kia là cũng cháu được nhìn thấy là bị dò ra khá là nhiều các bác ạ đấy nhá. Ở chỗ này là mua hết rồi cho nên là mình được phép là xây dựng lên. Nhưng mà nếu mà lúc mà mình xây lên ấy, xây một cái bể lọc ở đây các bác nhé, thì mình vẫn phải là xin phép
ông gia đình của nhà Quyết. Đấy, nguồn nước này thì tha hồ đi thì tha hồ, đúng là tha hồ dùng ông nhỉ? Thử ông xem là nó có bị tắc ở đâu không? Tôi thấy là nó bị quay ngược lại đấy. Ngược lại không nhiều. Dưới này bằng quá. À, đấy là chỗ đấy là như có vẻ như bị tắc một chút đấy. À, ở dưới này thì có vẻ như là hơi bằng một chút nữa ông ạ. À. Vừa rồi ông có cầm dao đi theo không? Không cầm. Ông cầm dao để ông chặt cái cây là mình làm thành một cái cây chóng hay không? Chóng ở cái phần ở trước mặt ông dưới kia kìa. Thì nó sẽ đẩy đi mạnh không ạ? Thì nó lại ít. Ông dùng cái cây này chóng hay không? Cây này có phải cây ổng đấy, ông dùng cái cây này đây. Đây. Ông dùng cái cây này chóng ở dưới kia đấy. Chóng ở cái phần trước mặt ông ở dưới này này. Thì chỗ này nó sẽ không có bị trùng nữa, không bị trùng xuống nữa. Cái nguồn nước này thì là hiện tại là có thể là vừa dùng để cho hai ông cháu là sinh hoạt này, và để cho mấy anh em thợ là dùng cái nước này để trộn xi trộn vữa. Đấy, ông phải để như thế này ông ơi. Đấy, tôi xem là đây đi chưa? Xem là đi không? Đấy, nó vẫn bị tuột ông ạ. Từ từ ông ơi. Ông ạ, đẩy đi xuống dưới một tí. Ông đẩy đi xuống dưới một tí. Cảm giác như là nào nó bị ôi. Tí nữa thì làm xuống này thôi các bác. Cảm giác như là nó bị trúng quá, hình như là nước nó đẩy ngược lại. Ồ, làm trống cả cái này. Công việc của anh em đội thợ là vẫn đang tiến hành là xây dựng. Kia bị trúng cây lúa nhà người ta rồi không? Hả? Thế kìa, chú kia bị trúng cây lúa nhà người ta rồi. Hay làm cây bị trúng hết rồi. Nói về cái phần nguồn nước này với lại là ống nước là cũng được là hai chị là người thí là hỗ trợ ông của bác nhé. Căn nhà của hai ông cháu thì phải nói là được hai chị là người thí hỗ trợ rất là nhiều của bác ạ. Đấy, ngoài hai chị người thí ra thì cũng có duyên với lại quý Mạnh Thường Quân nữa, cũng có Mạnh Thường Quân là đồng hành cùng để mà chung tay cùng với lại hai chị là người thí giúp đỡ cho hai ông cháu có một cái căn nhà để mà che nắng che mưa. Chắc đi quá. Chỗ này thì có vẻ như là ruộng này là bị sạt đấy ông nhỉ, chỗ này ấy. Sạt đấy. À, cái thửa ruộng này cho cháu được nhìn thấy là nó thuộc dạng là cái đất lún của bác ạ. Nó rất là mềm. Vẫn bị tràn ra nhiều không ạ? Vẫn bị ít cũng được, bây giờ dùng ít. Vâng. Nhưng mà cái nguồn nước này là nguồn nước của nhà mình thì mình làm thế nào mà để mà lấy về hết, xong là nếu mà không dùng hết thì mình để ra ruộng. Nước mát như này thì để vào ruộng thì rất là tốt. Ok, nó xì về. Xì lên một tí. Xì ở dưới kia còn đấy, ông muốn làm như nào thì ông đem xì lên để ông làm.
Nó bị điện thoại cho rồi. Điện thoại không à? Sợ điện thoại rơi à? Thấy chưa không? Thấy rồi, cho truy cun. Điện thoại rơi ở nước thì là hỏng luôn đấy ông nhỉ? Hỏng đấy. Ông đi đường này nhá, cháu đi đường này luôn. Vâng. Kia con trâu của nhà ông to quá. Trâu nhà ông nhìn đã thấy ghê rồi các bác ạ. Trâu này thì là hiện tại là nếu mà ông với lại là người ta chia ấy, là được mỗi người là một nửa. Đối với lại là bà con nông dân các bác thì là cái con trâu là đầu cơ nghiệp của bác ạ. Vậy ra cái phần phía trước mặt của bác này thì là chỗ này là hoàn toàn là bằng đất mượn hết cả của bác ở chỗ này ấy. Trước kia thì đào cái phần nền nhà đấy là nó chảy ra, và cái phần sân thì cũng tương đối là khá là rộng của bác nhá, chứ không phải là thấp nữa đâu. Bây giờ nếu mà bỏ gạch ra là làm lại phần sân thì rất là thoải mái. Còn về sau này thì nếu như ông kè được các bác thì kè từ bên kia ra như này là thấy rộng hơn. Chắc được nhìn thấy là ông không biết là đang hái là cái nấm gì ở kia này các bác. Hôm nay là ông đang hái nấm gì đấy ông? Nấm dơm đấy. À, nấm dơm á? Ôi đây có nhiều quá ông ơi. Nhiều đấy. Ô đây này, ừ, đây là đủ một bữa rồi. Dạ, đi to đấy. Nấm dơm này thì là ăn được các bác nhé. Nấm dơm này thì là nó không có là làm độc hay ra gì cả. Ông phải bới cơ đấy. Ui rồi kìa. Ui rồi, đây nhiều quá ông. Ôi, có những cây nó bị hỏng rồi đây. Cây bị hỏng. Bới rồi. Bới tầm dưới này không? Đây là không có đâu. Không có rồi. Cái kia không? Đó. Đấy. Này cái thằng nửa da thì không nên. Này nó hôm nay trời nắng quá nó hỏng rồi ông nhờ. Vâng. Mùa này thì là đi vào những cánh đồng ruộng của bác. Là trước kia là bà con là đập lúa đấy, cho nên là dồn đóng rơm này vào một chỗ, cho nên là có cái nấm này rất là nhiều. Ông để ra đây cháu xem nào. Ồ, cái to nhất là to ông nhỉ? Cái này sau này nó phồng lên thì nó phồng to không ông? Phồng to đấy, nó nở ra. À, nó nở ra phồng to à? Ừ. Đấy là ở dưới kia còn một đống nữa kìa ông. Nước kia có nước. Nhưng mà cái loại rơm này các bác nhá, để mà khi mà mình đi vào đấy thì mình không đi ủng vào ấy là có cái con vi khuẩn đấy các bác, con vi khuẩn là nó xâm nhập vào là chân là rất là ngon đấy. Chuyên đấy. Ôi ôi. Có phải cái cây này đau quá các bác ạ. Thế may là còn đội thêm là cái mũ cối nữa. Không là phòng hết đầu luôn. Cái nguồn nước này thì là vẫn là cái nguồn nước sạch của bạn, nhưng mà nó pha với lại là nước mương mà nước ở ruộng đấy. Sau này là phần trước mặt ông bác này, nếu mà ông có thể là làm một cái sạp để mà phơi thóc. Chỗ này là sau này nếu mà ông làm cái sạp phơi thóc thì cũng được cái ông nhờ. Đó. Cái sạp ấy. Ừ. Để mà mình phơi thóc ấy. Ừ. Nhưng mà có cái này kia thì cũng không nắng vào được. Vâng. Nhưng mà mới thôi là có cái búi tre này nhờ. Búi tre này. Chứ không là chỗ này làm sạp phơi thóc thì phơi rất là tốt. Nên mấy anh em đội thợ là làm tới đâu là đều trải những cái tấm bạt này các bác này để hứng lại.
Đúng lại cái phần phần vữa là nó bị rơi ra ngoài, nó bị dư ra, nó bị rơi. Dạ, chín đây chứ nữa. Cái bức tường ở phía bên này thì liệu là có cao bằng phía bên kia không hả chú Toán hôm nay á? Cái bức tường bên này có cao bằng ở phía bên kia không? Hôm nay chắc không cao bằng nữa đâu. Không cao bằng à? Phải xây như này xong thì ngày mai là lúc mà đợi bên kia cứng đúng không á, thì có thể là tiếp tục là hoàn thiện ở những cái phần bên này này. Các chị với lại là các cô thì là chuyên là trộn vữa bên này. Ôi, Mạnh làm gì đây? Thanh niên này là cái que là từ nãy đến giờ đây. Đây chắc là chế thành một cái súng này. Hình dạng cái súng ấy nhỉ? Xem nào, chú xem nào. Thế cái súng ổng rơi thế nào? Súng ra thế nào? Đây à? Ai làm cho đây? Mạnh tự làm à? Thế này súng này để bắn ai đây? Hả? Vài năm nữa thì là bé Mạnh có thể là lớn hơn thì có thể là phụ giúp được ông thêm là công việc nữa. Này chắc là dùng xong cái đống vứa này chắc là cũng đến giờ nghỉ đấy chị nhỉ? Và cái nguồn nước này thì là hôm nọ cũng mua rồi cô bác ạ, cho nên là bây giờ là có thể là dùng được là cả đời luôn. Mình chỉ cần là lên trên kia làm lại cái phần là đầu nguồn thôi là được rồi. Cái tôn này thì là mua xuống thì ông cũng che lại là rất là cẩn thận cô bác ạ. Tôn này là phần trên này thì nó vẫn bọc thêm là một lớp ni lông nữa. Tôn này chắc là độ sầm sau là một tháng thì là mới dùng đến được. Hiện tại thì là chưa thể dùng đến được. Nhưng mà không biết là bây giờ nếu mà đem một hai miếng đi để trên cái lán ấy, thì không biết là có được không. Nói phía mặt tường này thì các bác nhìn thấy được rằng là lên rất là cao rồi, cho được sẽ từ trên cao xuống ghi hình cho các bác là cùng biết. Bây giờ thì bắt đầu là hình thành là một cái ngôi nhà rồi cô bác ạ. Đấy, cũng như là rất là nhiều các cô bác nói, cũng có một số cô bác nói ấy, rằng là nhà gì tại sao lại không có đổ cột đấy. Thì là trước khi mà cháu Lực đi vào là lên bảng vé đấy, cháu Lực cũng đã là đưa lên kênh để cho các bác là cùng biết rồi, rằng là ngôi nhà của hai ông cháu hiện tại thì cháu Lực sẽ không có để làm bằng cột sắt nữa. Thế nhưng mà ở cái phần móng của bác nhé thì cháu Đức đã làm là rất là chắc chắn rồi. Và sắt thì là cháu Đức lựa chọn là phi 14 và thuộc dạng là sắt loại to nhất rồi các bác. Thấy cái phần móng thì rất là chắc chắn. Cái phần móng thì cháu Đức sẽ làm chắc chắn để cho nó không có bị là sau này nó bị nứt xuống các bác. Nhà cấp 4 này thì là người ta cũng chọn để làm móng, để làm là cái móng gạch cũng được các bác. Như các bác nếu mà các bác có theo dõi được rằng là một số kênh thiện nguyện đấy là cái phần kinh phí nó không có đủ, người ta vẫn lựa chọn là cái móng gạch thôi. Và cái móng gạch đó là không còn phải là gạch đỏ đâu các bác nhá, là lựa chọn cái gạch bi để mà làm mà móng thôi. Đấy, tuy nhiên thì là thật sự nói với cô bác này thì là mình bỏ cái số tiền nào thì nó mình bỏ cái mình bỏ số tiền lớn thì nó sẽ được là nó nguy ngang hơn và nó kiên cố hơn. Đấy, nhưng mà không phải là hiện tại là không bỏ cột là không có được chắc chắn đâu các bác nhá.
Còn là về sau này lúc mà xây là gần đến lúc mà thu hồi đấy thì là cháu Lực vẫn để sắt. Để sắt là ngang bằng ở trên kia là các bác này, để khóa tất cả cái tường lại với nhau thì sẽ không có bị là bị nứt tường hay là bị như thế nào cả. Ngôi nhà thì bây giờ là mình hoàn thiện đó, đẹp lung linh rồi. Đấy, nhưng mà sau khi mà quá trình mình ở ấy thì mình là người ở thì mình phải biết gìn giữ thì nó mới sạch và nó mới chắc chắn được. Người ta có câu là của biển là tại người. Mạnh thì là thấy là bắt đầu là lên trên nhà Khuyết trên kia rồi các bác ạ. Cái thanh niên này là chỉ có là ở nhà là chơi nó quanh quanh thôi. Còn là nếu như không có ông ở nhà là Mạnh là cũng đi theo hết. À, ra kia là cầm một cái súng súng nước các bác. Đặt trước thì cháu Lực là mua cho. Xây đến đâu là đều dùng cái dây cước để mà căng lên đấy hết. Xem là nó có thẳng không. Anh Phòng thì có vẻ như là sắp không muốn nói rồi nhỉ. Thấy là mặt là hơi buồn buồn đấy. Đói hay là như nào anh? Làm cho anh cái mic nhỉ. Chắc là đến giờ này thì cũng khá là đói đấy anh nhỉ. Giờ này ấy đó là 5-6 giờ chiều. Thường thường là mấy giờ là nghỉ anh Phong? Anh làm đến tối thì anh nghỉ thôi. Vì sáng thì trời mưa mình không làm được ấy. Thế là buổi sáng là mình làm muộn hơn, nhưng mà buổi sáng là mình làm muộn, nhưng mà đến buổi tối thì mình lại nghỉ muộn hơn này. Đúng rồi. Cái buổi sáng thì là không phải là mấy em là muốn làm muộn đâu các bác ạ, là do là thời tiết không có ủng hộ đấy. Mưa này thì là mưa thì xay là không có được rồi. Đặt gạch lên thì sợ rằng là nó sẽ bị là cái phần hứa là vừa mới đổ vừa mới để nó bị ngấm nước, nó không được chắc. Trong quá trình mà mấy anh em thợ làm ấy, nếu mà như các bác nhìn thấy là chỗ nào nó không có được hợp lý đấy thì các bác có thể là điện cho Giáo Lực hoặc là để những ý kiến của các bác ở trên phần bình luận thì Giáo Lực vào và cùng các bác để tham khảo xem là nó có hợp không. Mày á? gọi thế giật mình rồi đấy. Mày đừng có bắn ở đây nhá, tí hỏng máy quay của chú ấy. Chú Toán này từng bao giờ ăn nấm rơm này bao giờ chưa chú Toán? Chưa. Cái hổ ăn nhiều nhưng mà chưa được ăn. Nhưng mà sợ nó có bị ngộ độc không? Bên kia bị ngộ độc. Thế là chắc là do lúc mà chế biến nhỉ? Không, chắc chỗ nó mọc lên ấy. À. Do chỗ mọc lên, chỗ ăn được, chỗ không được. Thế thì Mạnh thì là ở nhà là làm gì ấy? Có trộn vứa không? Hả? À. Mạnh thì là bắt đầu là ngày một là lớn lên, còn là ông thì bắt đầu là ngày một là già đi cô bác ạ. Vậy sau này Mạnh độ tầm là được 10 năm thì đến lúc đấy là sức khỏe của ông là sẽ kém hơn. Phần tả ly đằng sau này theo chú là liệu là có nên hạ thấp từ trên kia xuống được không chú? Chú Toán? Dạ. Phần tả ly này. Có chứ, không hạ sau này nó sụp xuống. Thế là sau này là vẫn phải hạ trên kia xuống là tầm một bước không đúng chú? Hạ xuống một bước. Vâng.
Đây là phần đằng sau nhà của bác thì cũng khá là rộng của bác nhá, tương đối là được là hơn là 1,5 mét rồi. Đấy, như là cháu Lực nói đấy, nếu mà sau này mà phần kinh phí với lại gạch nó còn dư ra ấy thì là có thể là làm thêm đằng sau này một cái rãnh, nhưng mà cái rãnh này thì là nó sẽ không có nằm ở trong là cái bảng hợp đồng đâu các bác nhé. Cái rãnh này là nó sẽ phát sinh thêm. Còn những cái mà phát sinh lên thì cháu Lực chia sẻ lên thì nếu được các bác là cô chú anh chị là trợ duyên cùng thì cũng may mắn cho ông để hoàn thiện cho hai ông cháu là một cái ngôi nhà là sau này là không phải lo nghĩ gì nữa thôi. Đấy, nhưng mà đến thời điểm hiện tại trước mắt ấy, thì cũng hầu như là khá là đầy đủ thôi các bác ạ. Cũng rất là may mắn khi mà ông có duyên với lại là các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, và đặc biệt là có duyên với lại là hai chị là Nguyệt Thúy. Em sẽ rất là mong là nếu như sau này các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước có về Việt Nam, thì nếu mà các bác có muốn lên những hoàn cảnh nào mà các bác đã từng giúp đỡ rồi, hay là bất kỳ những hoàn cảnh nào mà cháu Lực đang chia sẻ hiện tại, thì điện cho cháu Lực thì cháu Lực sẽ là làm gọi là coi như là làm tour đưa các bác lên thăm một chuyến ở trên chỗ mà cháu Lực ở đấy, thì là nó chỉ có là 1-2 điểm là du lịch thôi các bác, nó không có nhiều điểm như là ở bên mảng là Đông Bắc bên kia các bác ạ. Mảng Đông Bắc bên kia thì là nó có nhiều điểm du lịch là hấp dẫn hơn. Ông là chuẩn bị đi đâu rồi ông bây giờ ấy? À, tìm cây chuối à? Nhà ông khắc có hay là ông đi đâu để lấy? À, đi tận xuống dưới khe suối bên kia à? Làm đến đâu là sẽ được là các cô với lại chị là phụ sẽ chuyên là cầm cái tấm bạt này các bác này, những cái tấm bạt này, những cái tấm vỏ bao xi măng này để mà đi theo để hứng cái vứa, tránh cho cái vứa này nó rơi nhiều quá nó sẽ bị lãng phí. Công việc của mấy anh em tội thợ thì chắc là cũng chỉ là hoàn thiện thêm là một hàng nữa thôi, thì mấy anh em thợ là chắc là cũng nghỉ thôi các bác ạ. Cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này ở đây thôi các bác, và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và một lần nữa thì nếu như các bác có theo dõi được những thức phim mà cháu Lực đăng tải lên thì cho phép cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa để giúp cho kênh của cháu Lực là ngày một phát triển hơn, và đi giúp đỡ được là nhiều những cái mảnh đời khó khăn cũng như là bất hạnh trên vùng cao này. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều, và lời cuối cùng thì hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Mạnh thì không biết là chuyên gia nghịch nước này các bác. Nào bây giờ thì Mạnh là gửi một lời chào tạm biệt tới các bà nhá. Con chào tạm biệt các bà. Rồi, bye bye các bà nào. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc
rừng này các bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này các bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang các bác. Thank you.